Nhìn cái nó rờ tay chân nó rất là mềm,
hầu như không có cơ. Người lớn thì càng lớn càng có cơ, nó mà lớn tuổi càng mắc cơ, già thì mắc cơ đi, nhưng mà lớn càng phát triển thì cơ càng rồi các tiến hóa vậy, gan nó khác, thận nó khác, cho nên tất cả các quá trình dù động học thay đổi dẫn đến chúng ta phải quan tâm đặc biệt cho sự tốt cho trẻ em. Đối với trẻ em thì chúng ta lưu tâm mấy vấn đề. Thứ nhất là chúng ta phải phân trẻ em trẻ sơ sinh như thế nào. Sơ sinh là trong một tháng, rồi từ một tháng tới một tuổi nó khác, rồi giai từng giai đoạn nó đều có khác nhau. Rồi ví dụ giai đoạn nó chuẩn bị thành thanh niên, thanh thiếu niên nó khác, và thành thanh niên nó khác, và đặc biệt khi một cái trẻ sơ sinh thiếu tháng nó thiếu, có trẻ sinh tuổi thanh thiếu tháng thì nó non lớn hơn, yếu hơn, tất cả các cơ quan nó chưa trưởng thành. Và thiếu tháng khi nào? Thiếu tháng khi chúng ta dưới 38 tuần tính từ kinh cáo. Nhớ rằng bác sĩ sẽ hỏi kinh cáo khi nào để chúng ta tính tuổi thai, đúng không? Tính tuổi thai là phải tính từ kinh cáo. Chứ thật sự mà cái thời điểm mà rụng trứng rồi giao hợp là thụ tinh lúc nào người ta không xác định được, cho nên người ta tính từ kinh cáo để người ta còn khoảng từ 42 tuần vô thì ở ngày dự sinh. Và trẻ mà sinh phải từ 38 tuần trở lên thì người ta mới đủ tháng, còn dưới 38 tuần mà sinh non, rồi sinh non mà nhẹ cân nó là càng khác nữa, cho nên chúng ta cần phải lưu tâm cái số tình hình. Rồi đối với sự hấp thu, các chị coi đây về axit dịch vị, tốc độ làm rỗng da dày, nhu đồng ruột đa phần nó không giống như người đó. Rồi hệ enzym, rồi niêm mạc tiêu hóa, cho nên cái sự hấp thu bằng đường uống hoàn toàn khác người lớn, hoàn toàn khác người lớn. Cho nên chúng ta giải thích rằng là trẻ em rất khó thì khó gì luôn. Và ngoài cái chuyện mà cơ quan nó không giống như người lớn thì cái bản chất của một cơ thể dễ không có mặt nhà nào ai có con rồi, ai có con rồi chưa, ai nữ không lên không đây em to và lớn này. À, mỗi lần cho thuốc em thấy nó dễ dàng không? Con em thì dễ uống, em lấy cái xe lăn hút thuốc cho. Trời ơi. Có nhiều người nghĩ đâu phải xì lanh được đâu. Học lớp con này có cháu, có khi nào cho lít uống thuốc bao giờ chưa? Chưa. Con lít uống thuốc rất khó, đúng không? Khó. Tại vì sao? Con thích, nó thích cái gì? Ví dụ nó chỉ quen uống sữa, đúng không ạ? Bây giờ cho cháu uống, dù rằng là chúng ta uống cho nếm thử ngọt hơn những dạng thuốc mà cho trẻ em uống thì bắt buộc phải làm sao đó thật ra ngọt, ngọt hơn chứ đưa viên thì khác nhau uống rồi mà lợn lợn cũng không uống rồi, mà phải ngọt phải thơm nhưng mà không dễ uống, đúng không? Thì chúng ta bắt buộc phải dùng xi răng, nghĩa là bình thường chúng ta đưa muỗng mà chưa chắc cũng được, đúng không? Và một số người dùng xi răng cũng không được, nói và thậm chí dùng muỗng cũng nói, nói chung là làm nhiều kiểu lắm. Bây giờ giả sử các chị coi suy nghĩ tới ha, ta hỏi mình bây giờ con hoặc là con mình đi mình xử lý thì sao, mới vừa uống xong đáng lẽ là uống một muỗng cà phê lừa một muỗng, hai vợ chồng đã làm đủ kiểu cho nó uống, cuối cùng sau 15-20 phút vật lộn thì nó uống được rồi, đúng không? Mới vừa uống, mới quay qua lại dẹp cái chén đi, dẹp cái bình sữa đi, mới quay lên cái thanh khói cái xà rồi khói ra rồi, bắt đầu thì bây giờ vấn đề là khói gì thì chịu nói rồi, vấn đề là có cho uống lại hay không và uống lại bao nhiêu, có 400 ml uống lại nguyên muỗng,
Câu A. Câu B, uống lại nửa muỗng. 15 phút đúng không? Câu C, uống lại 1 phần tư muỗng. Lại... Và câu D, không uống lại. Suy nghĩ không uống lại. 15 phút là chưa hết không? Uống lại nửa muỗng. Mình mới vừa quay lưng đi, mình chuẩn bị dẹp chén muỗng này nãy cho mình dọn dẹp mình ra. Mình nói nghĩa là chẳng có gì đâu. Vậy giờ làm sao? Bây giờ mình sẽ chọn 4 đáp án đó. 1 muỗng, 1 phần 2 muỗng, 1 tư muỗng, 3 phần 2 A, B, C, D. Thử sao? Chúng ta biết rằng là không cho uống nghĩa là mất rồi, thiếu rồi. Và bây giờ buổi sáng đã không uống, mà chiều không cho uống hỏi, thì có phải dược sĩ không ai mua bằng? Có mua bằng không? Anh hỏi thiệt em rồi. Chào em á, phải tôi là dược sĩ thì không mua bằng. Hay là học hợp hợp làm lạnh rồi mua điểm hay là cái gì đó là học cái dược. Chắc là chứ làm gì có cái chuyện rằng là ói ra rồi không cho uống rồi. Ví dụ buổi sáng còn chịu được, buổi chiều cái ói ra tiếp tục không uống, nghĩa là nguyên ngày nó không có được gì hết. Mà con nó bệnh, nó sốt, nó tùm lum chứ đâu phải dễ. Để sao? Suy nghĩ cho ta. Uống lại, bình thường mà. Bên đây chọn nguyên muỗng. Nguyên muỗng là sao chọn nguyên muỗng? 15 phút chưa kịp hấp thu gì hết nè. Nó mới lên, nó mới vô ào ra liền là ào ra rồi thầy. À, mới vừa vô nó ào ra. Nói chung á, dù cái gì chọn nguyên muỗng nửa muỗng hay là một phần tư muỗng, không uống thì sai. Rồi, kỳ tại sao thì sai? Tại sao sai? Tại vì bây giờ giả sử nè, có những lời thuốc mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm. Có những thuốc mà ví dụ chúng ta uống quá cao thì nó gây tác dụng không mong muốn. Tác dụng không mong muốn. Và chúng ta uống mà nó nồng độ mà nó thấp thì nó không hiệu quả. Đặc biệt không nên. Chúng ta thêm vô á thì nó độc. Nếu quá nhiều giả sử nói thì nói bao nhiêu người nói tự mình vậy thì có thể biết rằng là uống thì phải chừng 200 ml sữa nha. Còn cả thuốc mà vô thì 250 ml. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta chắc cũng phải làm kiểu về án án trình trình để chúng ta biết là giả sử lúc nãy là uống 200 ml, bây giờ mình án trình cái lượng nó nói trở từ 100 ml thì thôi mình uống vô nửa muỗng. Còn mà thấy nó nói chắc là cỡ đó thì thôi một muỗng. Còn thấy
ra khói chừng chừng 1/4 cái lượng sữa với lại thuốc uống thì 1/4 thầy ơi nó bú bệnh còn biết là nó bú mẹ rồi sao biết thì thầy này là câu hỏi đó bú mẹ sao biết này thì chúng ta cũng chừng chừng thôi, thật ra nó một lần nó uống no nó cởi chừng gần khoảng 300 ml chúng ta biết đúng không ạ? Một lần mà nó uống no thì chúng ta biết cởi chừng mấy trăm ml thôi chứ thật ra nó có thể bú là nửa lít đâu, chúng ta phải biết chắc chắn vậy, cho nên chúng ta cũng phải đoán đoán. Và mình nói mình có thể tư vấn người ta hay ho nhưng chưa chắc là làm thì không làm cho tốt được, cho nên lúc đó cũng phải đoán chừng chừng để thêm vô. Và đặc biệt là thêm vô thêm bao nhiêu thì cũng phải án chừng chừng, đặc biệt là những cái thuốc mà chúng ta thêm vô nguyên một muỗng mà lỡ độc tính nó cao thì cũng vừa, nhớ nha, những cái thuốc mà độc tính cao thì chúng ta thêm vô cũng vừa, còn cái thuốc mà nó không độc tính thì có thể thêm nguyên vào hệ trời. Đối với ngoài cái trẻ mà uống chúng ta có thể cắt tiêm, nhưng đối với trẻ em thì tập trung tiêm bắp mà người ta tiêm cái gì, tiêm tinh mạch, bởi vì nó đâu có bắp đâu, bắp nó chưa có, tiêm tinh mạch, đặc biệt là một cái dạng qua da, da nó mỏng mẻ rồi nhiều nước cho nên nó dễ dàng hấp thu những cái thuốc mà người lớn không hấp thu, chúng ta dùng còn tiên huyết chẳng hạn thì nó dễ dàng gây hội chứng cú sinh cho trẻ em ở vì qua da. Rồi da đặc trực tràng có bao giờ thấy chiên đặc trực tràng của trẻ lớn chưa? Rồi làm sao để đặc trực tràng các bạn? Bỏ túi đá à, bỏ vô ngăn là cùng hoa là nếu chúng ta gấp thì chúng ta bỏ vô túi đá thì không còn chúng ta vì túi đá chúng ta bỏ miếng đường xếp bao liền ta bỏ đi đó, nó cứng lại, nó phải cứng lại nó mới đặt. Và nhớ là cái viên đặt trực tràng cũng rất là đơn giản để đi làm con luôn. Đầu ta hay đầu nhỏ. Nó có dạng gì các bạn? Viên đạn. Là vị trí thì có. Thì con nít nó nhiều nước hơn người lớn.
nhiều nước hơn người lớn. Và nhiều nước hơn người lớn dẫn đến cái gì? Những phút nào mà tan trong nước nhiều sẽ hấp thu nhiều. Những nước nào phút nào mà tan trong dầu nhiều sẽ ít kém hấp thu. Cho nên chúng ta thấy rằng là một trong các biện pháp mà làm cho chúng ta đừng chậm cái lão hóa, chúng ta lấy một từ cái nhà mỹ phẩm, lúc nào nó cũng có một cái thành phẩm, đó là thành phẩm dưỡng ẩm. Trong các loại mỹ phẩm lúc nào nó phải có thành phẩm dưỡng ẩm, bởi vì da chúng ta khô, chúng ta mất nước thì nhìn và sau đó nó chống lão hóa, nó rất là nhanh để chống lão hóa, đúng không ạ? Nên xài mỹ phẩm thì biết thế nào trong cái thành phẩm gì cũng có dưỡng ẩm, bởi vì nó nhìn vào cái sinh lý bình thường của một cái người rằng là càng già càng lớn càng có nước, càng có nít thì da nó mềm, nó mỏng, nhiều nước cơ thể nó nhiều, đúng không? Albumin trong cái dung thấp, cho nên chúng ta nhớ rằng albumin là cái thứ mà kém cái thuốc, cho nên albumin mà thấp thì cái là giảm thuốc tự do nó nhiều hơn ít các bạn nhiều. Dạng tự do càng nhiều thì trong thuốc á, thuốc có tác dụng một tí là dạng tự do thì kết hợp tự do. Cho nên chúng ta thấy rằng hết sức quan trọng hàng rào máu não, hàng rào máu não chúng ta biết rằng chúng ta uống thuốc không phải thứ gì nó cũng cơ não, nhưng mà nó có một cái nhanh một cái chậm giữa máu với não, cho nên có những thuốc mà muốn tác động lên thần kinh thì phải qua những hàng rào này. Nhưng mà trẻ em thì cái hàng rào này nó mong manh, nó yếu, cho nên dễ dàng và tập tính trên thần kinh. Đây, hồi nãy minh lại cái chuyện mà tôi nói, càng già nào có nước này, sinh mới sinh một đứa bình thường, tổng lượng nước là 75%, nhưng mà đầu 45%, còn càng non thì nó càng nhiều nước này. Nhưng mà bắt đầu lên một tuổi rồi thì nó là 60% ngoài bào. Nhưng mà khi mà người lớn thậm chí càng ngày già thì lúc đó lượng nước nó càng lúc càng thấp dần và lượng ở ngoài ngoài bào bắt đầu. Như vậy chúng ta thấy rằng già bắt đầu nhăn nheo ở mặt nước, nó đang nhăn nheo. Đối với sự chuyển hóa, đối với sự chuyển hóa thì chúng ta thấy rằng là thuốc có hai chuyển hóa. Thuốc chuyển hóa pha một là pha oxy hóa tự chủ yếu gan nha hệ thống Crohn, và pha hai là thuốc liên hợp. Tất cả các quá trình này đều giảm ở đây, đều giảm ở đây này, tất cả giảm ở đây thì giảm và nó từ từ nó dần dần nó sẽ tăng, nó sẽ tăng. Ví dụ chúng ta thấy rằng là sau 4 tuần nó sẽ phát triển, sau 4 tuần nó sẽ tăng dần lại. Hồi chứng sáng là gì thầy? Là ở Gray syndrome, đa chú tên là hồi chứng sáng này. Các chị cứ quen là hãy có cái gì kiểu là phải hỏi ngay lập tức. Hồi chứng sáng con nên tôi về tự coi. Chị tự coi. Nói tiếp, chúng ta nói về gan cũng kém, chuyển hóa cũng kém và thải trừ, nghĩa là càng non nó càng kém và nó tăng dần tăng dần theo thời gian. Ví dụ giả sử trẻ sinh non này trong vòng 48 giờ thêm 1/2 của Capsaicin là 18 giờ, nghĩa là nó thải trừ cái T12 thời gian còn hơn nữa đó, nó rất là dài. Nhưng mà ví dụ người lớn chỉ có 2 giờ và trẻ sinh bình thường 140 tuổi thì nó lại được, nghĩa là cái sự thải trừ nó sẽ tốt dần nó cải thiện theo thời gian. Rồi đây là cái tốc độ lọc cầu thận, nó có giải thích tốc độ lọc cầu thận tại sao mà cái thải trừ nó kém. Ví dụ trẻ sơ sinh đủ tháng thì nó vậy, từ từ dần dần, người lớn thì khoảng 120 rưỡi mililit phút, nhưng mà lúc đầu cái
vậy mình là cái gì mình được hết. Rồi có những công thức mà tính cái đó từ lòng bộ nào anh thầy các vị đọc trước thôi. Rồi cái chỗ này tôi nói để tính điều kiện cho em, tất nhiên cái này thì cũng không cần phải học thuộc, bởi vì thật sự người học sĩ không phải là người y khoa, cho nên chúng ta cũng không cần nhớ rằng là để em tạo liều sao, nhưng mà chúng ta nhớ rằng có những cái công thức Fry là để tính cho trẻ dưới một tuổi. Thông thường trẻ dưới một tuổi thì người ta tính bằng tháng, ba tháng, sáu tháng, có tính bằng gì liều bằng tuổi nó tháng nhân với liều người lớn chia cho năm mươi, thấy chưa? Hay nhiều khi mình cũng có thể nhầm nhầm để mình tính cái liều của trẻ nhà mình, nhưng mà đặc thù mình không tập thường xuyên mình cũng mau quên. Còn trên một tuổi thì tính bằng thức dâm, nếu mà đặc biệt trên 2 tuổi trở lên thì thông thường người ta không tính theo tuổi nữa mà người ta tính theo cân nặng. Các chị đọc đây. Tại sao tính theo cân nặng? Bởi vì tính cân nặng nó ưu điểm hơn. Chúng ta nhớ rằng là một đứa 5 tuổi nhiều khi nó rất khác nhau. Các chị nào thấy rồi, vô nhà con giáo có nhiều đứa 5 tuổi ăn chút xíu rồi xíu, có nhiều đứa 5 tuổi cũng vừa rồi, đúng không? Cho nên chúng ta nếu mà tính theo tuổi chúng ta kê không được. Cho nên bác sĩ hỏi nó bao nhiêu ký thì tính theo không tính là được không? Không không tính tính bằng ký, đúng không? Và tính bằng ký chứ mới chính xác được. Tại vì trên 2 tuổi bắt đầu nó đã tương đối là hoàn thiện về từ hấp thu phân phối chúng ta chịu được. Cho nên bây giờ nó chỉ là người đứa này với đứa kia là lệch nhau cái con nặng thôi. Cho nên tính bằng ký chứ tính bằng tuổi nó rất là khác biệt. Nhiều khi cái đứa này nhỏ chút xíu mà không đỡ đứa kia. Nhớ nguyên tắc mình cũng là gì, trẻ em không phải là người lớn người nhỏ. Anh cho biết được biết rồi cần thiết dùng thuốc cho phải là cái dùng vô thời bài, lựa chọn những cái dạng thuốc phù hợp, dạng thuốc phù hợp. Hồi nãy tôi nói rồi, ngoài cái có những chất mà chúng ta không được dùng, ví dụ trong mo, ví dụ như măng tôm trong các loại dầu nó gây dị hóa, ví dụ những cái thuốc hồi nãy nó kho mà gây tăng huyết áp, ví dụ colanicol gây hồi chín tám này có ví dụ đó. Thì chúng ta nhớ rằng trong những trường hợp mà độc tính cao mà phải dùng thì phải hết sức cẩn trọng, hết sức cẩn trọng và hạn hữu lắm. Ví dụ những cái thuốc như chloramphenicol cho trẻ tên đã xin lên thì nghe rất dùng rồi, nhưng mà tại vì chẳng qua là họ có người ta sợ nghe ra nó vàng mà đi những điều khác. Hồi xưa như thế hồi xưa có dùng cho sản sinh viên và những tích mà tên đã xin lên thời thời cách mấy tầng ở buổi tôi ở vài buổi mới dùng tên đã xin lên và phát răng bị vàng và sáng luôn và nó không thay đổi được. Chúng ta không cách gì mà để tẩy được cái mặt vàng. Phải dùng cái đường phù hợp, đường uống thì phải tiêm lỏng, lỏng dễ tao từ dễ để chịu, trẻ sơ sinh phải tiêm tinh mạch, tiêm tinh mạch chứ không thể đơn giản, nó quá nhỏ, đúng không? Nó quá nhỏ, chúng ta không thể tiêm quá nhiều, tại vì tiêm quá nhiều nó làm thay đổi cái lượng dịch trong cơ thể, cho nên phải tiêm đường vừa phải. Đối với các tiệm ta làm cái gì không phải vừa phải, tiêm cái lượng dịch quá nhiều cũng không được. Dùng các dạng thuốc phù hợp, ví dụ corticoid, oxy, măng tôn không được dùng, nó phải là tôi nhà tôi
ngày nay thì nó thêm cái máy nước ngoài tinh dầu này nó dễ mua, nó giống như hồi xưa phải người nước ngoài đem về thì giờ nó đầy, nhưng mà đại loại là chúng ta không phải vì nó dễ dàng tiếp cận mà chúng ta dùng gì đây, mà trong trường hợp dùng cái này nó dùng gì đó, dầu kinh dị, dầu trà thì đã thôi, chúng ta không nên dùng các loại dầu mà nó có ăn tôm nó có, bởi vì nó ức chế hô hấp, nhiều hô hấp và ảnh hưởng. Đối với cái dạng dùng thì ví dụ con nít mà nó bị hen thì chúng ta phải bắt buộc là gì, chúng ta nên dùng cái special kit bệnh viện để cho nó đủ cái lượng thuốc vô, chứ thông thường chúng ta người lớn chúng ta dùng xịt vô được là hết tầm, nhưng con nít nó không làm được đó, cho nên chúng ta phải xịt vô một cái ống ta gọi là special hoặc là bệnh viện để thay vô nó để cho nó hết đủ cái lượng thuốc được. Còn dạng đặc trưng tràn thì lưu tâm là khi tim lưng nặng khó khăn kẻ bị mất rồi. Những khác biệt về đáp ứng ở trẻ em thì thường là ở thần kinh trung ương, quản thái độ, hàng rào khó não, mong manh, dễ qua các chất, hệ tim mạch, hệ thống điều hòa thân nhiệt, dị ứng da. Và những cái tác dụng của ở trẻ em thì thông thường nó có thể nhiều hơn người đó. Ví dụ ta nói về fluoroquinolone, ngày nay thì cũng thấy nhiều bác sĩ kê fluoroquinolone cho em, đặc biệt là trong trường hợp mà tiêu chảy do nhiễm trùng. Và trong trường hợp này thì hiện nay người ta vẫn cho phép sử dụng, nhưng phải sử dụng kịp trên 3 ngày thôi, không dùng dài. Bởi vì dùng dài không biết tính chất của những cái fluoroquinolone là nó gây ảnh hưởng đến trùng khớp, đứt chân gì đó, nếu dùng dài dùng cao đứt chân si những nào chúng ta nhớ rồi, thì chúng ta nhớ là có dùng. Và mấy cái phần này nó cũng giống như cái những tác dụng bất lợi của người lớn ở trẻ em tương tự người lớn, ví dụ aspirin hoặc thuốc rê như này, rồi như vậy tôi đã lướt qua cá nhân phần việc sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai, cho bú trẻ em, nhớ thì trong đầu có mường tượng gì phụ nữ có thai gì không, cho con bú trẻ em gì không, rồi tôi tặng nghỉ vài phút đi.